Tin khẩn cơn bão số 10. Thưa quý vị, vào hồi 7 giờ sáng nay, 5 tháng 11, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 280 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Từ đêm nay, ngày 5 đến ngày 7 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Riêng các sông từ Quảng Nam đến Bình Định có khả năng lên mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Sáng nay, tại cuộc họp ứng phó với cơn bão số 10, ông Nguyễn Văn Tiến là Phó Chánh Văn phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 cần phải kiểm soát chặt hoạt động của tàu thuyền, kiểm tra hướng dẫn việc gia cố, di chuyển lồng bè, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản trên các đảo, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, dân cư ven sông suối, hạ lưu hồ đập có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Thưa quý vị, liên tiếp 5 cơn lũ đi qua, nước ngập sâu, các hồ nuôi thủy sản của người dân đều bị trôi ra sông, ra biển. Lúc này, hàng trăm hộ dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn của tỉnh Quảng Trị đang gặp vô vàn khó khăn. Hầu hết các hộ đều đã trắng tay sau lũ. Anh Võ Trọng Hữu ở thôn An Hà, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, đầu tư hơn 200 triệu nuôi cá chém, cá hồng Mỹ, cá bớp trong lồng bè. Sau một đêm lũ lên, anh mất sạch. Thứ còn lại chỉ là những chiếc lồng bè hư hỏng này. Lũ đi ngang qua thì nó cuốn trôi hết, cá chết. Tổng thiệt hại được tính tầm khoảng 130 đến 140. Toàn xã Triệu Phước có trên 160 hecta nuôi trồng thủy hải sản. Do ảnh hưởng đợt lũ 17 tháng 10 vừa qua, hơn 150 hộ dân nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn, ước tính trên 10 tỷ đồng. Chính quyền địa phương cũng đề nghị cấp trên cũng như cơ quan chức năng là có cái chính sách hỗ trợ đối với những người nuôi trồng thủy sản như là giống rồi là khắc phục một số đê điều bị hư hỏng để cho bà con là tái tạo sản xuất. Đến giờ này, tỉnh Quảng Trị có gần 1.000 hecta nuôi cá và trên 400 hecta nuôi tôm bị cuốn trôi, trên 8.600 mét khối lồng bè nuôi thủy hải sản các loại bị hư hỏng và cuốn trôi. Thiệt hại ước tính của các hộ dân là từ 100 triệu đến trên 1 tỷ đồng. Nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhờ nhà nước giúp cho tôi cái dây che quả đoà đó. Cái nếu tôi đậu là khoảng 201 nhưng chứ thiệt hại một nửa rồi. Trắng tay, bất lực, phần lớn hộ nuôi trồng thủy sản Quảng Trị không còn khả năng gượng dậy để khôi phục sản xuất. Không chỉ tại Quảng Trị, ghi nhận tại huyện Tiên Phước của tỉnh Quảng Nam, nơi tâm bão số 9 đi qua, cũng đã để lại tổn thất khá nặng nề. Nhiều diện tích cây lâm nghiệp, cây ăn quả ngã đổ, thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Nhiều bản làng ven sông bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sau bão lũ. Nhìn khu vườn cây ăn quả đổ sạp, ông Võ Quang Tuyến không khỏi xót xa. Hàng năm, vườn cây ăn trái này mang lại cho gia đình ông gần 100 triệu đồng. Vậy mà sau bão, vườn cây xác xơ. Gió quá mạnh, tốc độ là không biết chắp máy nhưng mà thôi. Không còn cây chi nữa. Bởi vì quá dài là mưa nữa, mưa lớn nữa. Lặng lỏng đất lắm chứ không còn cây chi. Sạch trơn luôn. Xã Tiên Mỹ có gần 600 hecta cây ăn quả. Bão số 9 đi qua gây thiệt hại hơn 70% diện tích. Trong đó, nhiều khu vườn đang giai đoạn khai thác với năng suất cao nhưng bị hư hại hoàn toàn. Thiệt hại rất là lớn đối với bà con Tiên Mỹ. Và về lâu về già thì 10 đến 15 năm sau mới có thể khôi phục lại được cái kinh tế vườn này. Sau trận bão, ông Lê Văn Trình ở thôn 5, xã Tiên Thọ ngậm ngùi nhặt những trái măng cụt rơi rụng dưới gốc. Mỗi năm, vườn thanh trà và măng cụt hơn 1,5 hecta này luôn mang lại cho gia đình ông không dưới 200 triệu đồng. Thế nhưng đã bị gió quật làm gãy đổ tan tành. Trong cái mùa mưa thì cũng còn có thể được, chứ nắng lại là có thể là mất thêm nữa. Thành thử là cũng kính mong là quý cấp quan tâm và hỗ trợ cho những người dân mà đó và đang là vừa. Huyện Tiên Phước có hơn 2.500 hecta cây ăn quả và trên 7.000 hecta cây nguyên liệu bị ngã đổ. Ngay sau khi bão số 9 đi qua, người dân đang tập trung chăm sóc, phục hồi các vườn cây ăn quả. Rất mong là hội cấp trên, rồi chính quyền có cấp đặt vấn đề quan tâm hỗ trợ
về vật chất, đồng thời là tổ có cái tiềm lực về gọi là vốn, có cái huy động có cái nguồn vốn để làm thế nào đó hỗ trợ cho nông dân được tiếp cận với nguồn vốn để khắc phục cái hậu quả và tái đầu tư. Cũng theo ông Nhung, huyện Tiên Phước đang tìm các nguồn kinh phí hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân sớm khôi phục các vườn cây ăn quả trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, bà con nông dân tại tỉnh Cà Mau cũng đang gánh chịu thiệt hại lớn do mưa kéo dài gây ngập úng nặng. Mặc dù bà con nông dân rất tích cực trong việc be bờ bơm tát nước để thu hoạch lúa, nhưng đến thời điểm này toàn tỉnh Cà Mau còn gần 1.000 hectare lúa hè thu bị ngập sâu trong nước và không thể thu hoạch được. Do mực nước trong ruộng vẫn còn rất sâu, máy gặt đập liên hợp không hoạt động được, trong khi giá công cắt tay lên đến 900.000 đồng một công, cộng với tiền thuê tuốt lúa là 25.000 đồng một bao. Sau khi trừ chi phí, nông dân không có lãi nên nhiều người quyết định bỏ lúa, nhiều hộ mất trắng hàng trăm triệu đồng vụ lúa hè thu năm nay. Còn tại bờ biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên Huế, chiều cường và sóng biển trong đợt bão lũ vừa qua đã tàn phá để lại hậu quả nặng nề. Cả một dãy bờ biển dài đã bị sóng gặm sâu vào đất liền nham nhở. Nhà cửa, cơ sở sản xuất bị sóng biển xé toạc, từng mảng tường, bê tông nghiêng ngả. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, chưa có năm nào bão lũ đổ vào đây dồn dập như năm nay. 4 cơn bão liên tiếp khiến cho bờ biển bị uy hiếp nghiêm trọng. Chiều cường sóng lớn làm cho bờ biển bị sói lở hơn 30 km, trong đó ở mức độ nặng là 14 km, tập trung ở các đoạn sung yếu qua xã Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Tỉnh lộ 21 cũng bị sói lở dài hơn 4 km, sâu vào 7-10 m, cuốn trôi rừng phòng hộ ven đê, khả năng mở cửa biển mới rất cao. Cùng lúc tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, sạt lở bờ biển dài hơn 3 km, sâu vào 7-10 m, cuốn trôi cánh rừng phòng hộ. Các xã Phú Diên tiếp tục bị sói lở hơn 2 km, xã Phú Hải bị sói lở khoảng 1,5 km, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà sói lở khoảng 1 km, xã Phong Hải, huyện Phong Điền bị sạt lở bờ biển dài 3 km, sâu vào từ 5-10 m, ảnh hưởng các hộ dân và cuốn trôi rừng phòng hộ. Không chỉ gây thiệt hại về cơ sở vật chất hay sản xuất nông nghiệp, cơn bão số 9 vừa qua đi còn để lại nỗi lo về ô nhiễm môi trường. Tại quần đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, sau bão lượng rác thải gồm cây cối ngã đổ, phế liệu và rác thải sinh hoạt thải ra môi trường quá lớn, nguy cơ ô nhiễm môi trường sau bão hiện đang hiện hữu. Không chỉ hôi thối, mất mỹ quan, mà việc thu gom, xử lý rác không kịp thời đã và đang làm môi trường trên đảo Lý Sơn có nguy cơ ô nhiễm nặng, ảnh hưởng và đe dọa đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Cơn bão số 9 nó toàn phá, nó vô đó Lý Sơn, cây cáo sụp ngã đổ tiêu toàn hết, rồi một rót rưới bà con câu bớt ở trong nhà đem ra cũng đổ đầy bờ kè. Giờ nhờ nước đem cầu mới có sạch sẽ, trong đấy ô nhiễm môi trường và con sinh bệnh quẩn. Còn tại tuyến kè Đông Nam Đảo ở thôn Tây, An Hải, hàng chục điểm tập kết rác thải được chất lên thành đống, nhiều điểm đã bốc mùi hôi thối. Hiện nay, nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn đang tập trung phương tiện, nhân lực để khẩn trương thu gom rác thải tại các khu vực dân cư trong huyện.